giá Bitcoin hôm nay, ngày 12 tháng 10, bất ngờ tăng dựng đứng gần chạm mốc đỉnh mọi thời đại. Giá Bitcoin hôm nay, ngày 12 tháng 10 tăng mạnh, đạt mức cao nhất kể từ tháng 5 và được dự đoán tiếp tục tăng. Lúc 6 giờ sáng hôm nay ngày 12 tháng 10, giờ Việt Nam, giá Bitcoin trên CoinDesk đang được giao dịch ở mức 57,2 ngàn USD một bit, tăng 4,19% so với hôm qua, tương đương mỗi coin thêm 2.300 USD. Dữ liệu từ CoinMarketCap cho thấy, lượng Bitcoin giao dịch trong 24 giờ qua vào khoảng trên 42,8 tỷ USD, vốn hóa thị trường ghi nhận 1.077 tỷ USD. Trong top 10 đồng tiền giá trị cao trên thị trường, có 7 tháng 10 đồng tiền giảm giá trong 24 giờ. Bitcoin hiện là tiền ảo có giá trị thị trường cao nhất thế giới. Nhiều tỷ phú và tổ chức tài chính lớn mới đây xác nhận quan tâm và sở hữu tiền ảo này. Thậm chí, một số quốc gia như El Salvador đã chấp thuận sử dụng nó như một loại tiền tệ hợp pháp. El Salvador là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận đồng Bitcoin là tiền tệ hợp pháp trong giao dịch, sau khi quốc hội nước này thông qua luật Bitcoin vào ngày 9 tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, ngay sau đó tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã hạ xếp hạng tín dụng của El Salvador và trái phiếu bằng USD của nước này cũng chịu nhiều áp lực. Nhận định về giá Bitcoin trong tương lai gần, CZ Elam, chuyên gia tài chính cho rằng tiền ảo hàng đầu sẽ sớm trở lại mốc kỷ lục gần 65.000 USD, trong khi Logi Anzume, giám đốc điều hành Lockcheam Adambach, cho rằng giá Bitcoin có khả năng chạm mức 100.000 USD vào cuối năm. Giá Bitcoin diễn biến tích cực song thị trường vẫn thiếu lực đẩy khi top 10 tiền ảo hàng đầu chỉ có Ethereum và Binance coi giữ được sắc xanh. Trong đó, Ethereum tăng 1,91% và Binance coin tăng 1,1%. Các nhà phân tích nhận thấy đà tăng tiếp tục, với một số kêu gọi quay trở lại mức cao nhất mọi thời đại gần 63.000 đô la trong quý này. Cuộc biểu tình tiền điện tử rất ấn tượng vì nó diễn ra trong bối cảnh môi trường rủi ro rộng lớn hơn trong cả cổ phiếu và trái phiếu, với thị trường tiền điện tử dường như tách biệt khỏi thị trường chứng khoán. Mức tăng vọt ban đầu của BTC vào tuần trước có thể là kết quả của việc các nhà giao dịch nắm giữ các vị trí lớn trước khi được Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ chấp thuận cho một quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin dựa trên hợp đồng tương lai, ETF. Các nhà phân tích kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng do hoạt động mua trở lại và sức mạnh theo mùa trong quý 4. Các quỹ tập trung vào tiền điện tử đã thu được nhiều hơn gấp đôi số tiền mới vào tuần trước so với tuần trước khi tâm lý lạc quan quay trở lại thị trường Bitcoin. Theo thống kê của các sàn giao dịch, Bitcoin được xếp hạng thứ 14 trong số các loại tiền điện tử tăng giá mạnh nhất trong vòng 7 ngày qua. Điều này phần nào đã cho thấy sức mạnh vượt trội của Bitcoin so với các đồng altcoin khác. Với việc gần như Bitcoin đã quay lại mốc 60.000 USD, giá Bitcoin ở thời điểm hiện tại đã xóa sạch khoản lỗ của các nhà đầu tư vào đồng tiền điện tử này hồi tháng 5. Một minh chứng rõ ràng nhất cho thấy sức ảnh hưởng từ Trung Quốc đối với thị trường tiền ảo chỉ có giá trị trong ngắn hạn, chứ không thể nào ngăn cản được sự phát triển của thị trường này. Mặc dù mới đây Bắc Kinh tiếp tục thể hiện quan điểm muốn ngăn cấm thị trường tiền điện tử bằng tuyên bố có thể áp dụng luật pháp để buộc tội và kết án các cá nhân có dính líu đến tiền điện tử. Nguồn tin này lý giải, trong bối cảnh các sàn giao dịch và các công ty có liên quan đến tiền điện tử đang ồ ạt rút khỏi Trung Quốc, sẽ khiến hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử trở nên tinh vi và khó phát hiện hơn. Do đó, Trung Quốc sẽ xử lý mạnh tay với các hành động bị cấm cản này. Đây có thể xem là biện pháp cảnh cáo và răn đe cao nhất mà Trung Quốc dành cho người dân cũng như thể hiện rõ quan điểm muốn loại bỏ tiền điện tử ra khỏi nước này. Sự phục hồi mạnh mẽ của Bitcoin trong các phiên giao dịch gần đây đã khiến nhiều chuyên gia phân tích dự đoán về một mức giá 6 con số trên 100.000 USD một BTC của Bitcoin trong năm nay. Bitcoin tiếp tục tăng trưởng lệch pha với hầu hết phần còn lại của thị trường trong phiên ngày hôm nay. Đồng Ethereum, ETH vốn được biết đến là đồng tiền dẫn dắt các altcoin hầu như chỉ đi ngang xung quanh vùng 3.500 USD trong các phiên giao dịch gần đây. Điều này cũng phản ánh phần nào hướng di chuyển của dòng tiền trên thị trường. Đó là dòng tiền đổ dồn vào Bitcoin trước kỳ vọng quỹ Bitcoin ETF sẽ được SEC thông qua vào cuối tháng này. Theo ghi nhận, dòng tiền đầu tư vào hợp đồng tương lai ETH đang có xu hướng giảm nhiệt. Khối lượng giao dịch trên thị trường phái sinh đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 6 tháng trở lại đây. Doanh nghiệp đổ xô mua Bitcoin khi lạm phát tăng. Trong lưu ý mới nhất mà JP Morgan chia sẻ,
với các khách hàng của mình hôm 7 tháng 10, công ty tài chính đầu tư hàng đầu thế giới này khẳng định, xu hướng tăng giá Bitcoin trong những ngày gần đây chủ yếu là do các nhà đầu tư doanh nghiệp, tổ chức ở nhiều quốc gia trên thế giới đều đang tìm cách phòng tránh lạm phát, theo Cointelegraph. Bên cạnh đó, chuyên gia của JP Morgan cũng khẳng định, xu hướng mới nhất này cho thấy sự thay đổi trong nhận thức của nhiều người về giá trị thực tế của Bitcoin so với vàng, một tài sản chống lạm phát truyền thống. Vào giữa tuần vừa qua, giá Bitcoin, BTC đã bất ngờ tăng vọt lên tới 35%, vượt qua mức kháng cự 50.000 USD và khôi phục vốn hóa thị trường tới 1.000 tỷ USD cho tổng thể tài sản. Một trong những lý do quan trọng mà JP Morgan đưa ra là xu hướng phòng ngừa rủi ro lạm phát của rất nhiều công ty, tổ chức đều thông qua đầu tư vào Bitcoin. Vitalik Buterin chỉ trích chính sách Bitcoin mới của El Salvador. Trong một bài đăng bất ngờ trên Reddit vào ngày 8 tháng 10, co-founder Ethereum Vitalik Buterin đã có những chỉ trích mạnh mẽ đối với việc triển khai Bitcoin của El Salvador và đặc biệt là Tổng thống Nayib Bukele vì đã buộc các doanh nghiệp địa phương chấp nhận tiền điện tử hàng đầu. Sau khi bài đăng của một người dùng Reddit cho rằng Chủ tịch El Salvador ông Nayib Bukele không nên được cộng đồng tiền điện tử ca ngợi, Buterin đã trả lời ngay việc bắt buộc các doanh nghiệp phải chấp nhận một loại tiền điện tử cụ thể là trái với lý tưởng tự do, điều rất quan trọng đối với không gian tiền điện tử. Buterin tiếp tục, chiến thuật đẩy BTC đến hàng triệu người ở El Salvador cùng lúc mà không có nỗ lực giáo dục nào trước đó là liều lĩnh và có nguy cơ khiến một số lượng lớn người vô tội bị tấn công hoặc lừa đảo. Thật xấu hổ cho những người đang ca ngợi Nayib Bukele một cách phi lý. Vitalik Buterin không phải là tiếng nói duy nhất lên tiếng về những mâu thuẫn trong việc tạo ra một công nghệ mở phi tập trung. Tại hội nghị Token 2049 ở London, người đồng sáng lập blockchain.com Nicholas Carey đã nói trong một hội thảo, tôi nghĩ rằng có một số lời chỉ trích thực sự xác đáng về việc hợp pháp hóa Bitcoin được triển khai ở El Salvador. Một trong những đặc tính chính của tiền tử là có sự chấp nhận thực Will sự. Will Clement, triển vọng cuối năm của Bitcoin rất lạc quan. Nhà phân tích trực tuyến William Clement cho biết triển vọng của Bitcoin BTC trong nửa cuối năm nay vẫn rất lạc quan. Trong báo cáo mới nhất của Blockware Intelligence, Clement nói rằng trong ngắn hạn trước mắt, Bitcoin có thể chứng kiến sự phục hồi trước đây bất kỳ động lực tăng giá nào tiếp tục. Theo nhà phân tích trên chuỗi, nhiều yếu tố bao gồm cả voi thu lợi nhuận và các thực thể có tính thanh khoản cao đang sở hữu BTC có thể báo hiệu một số lỗ hổng cho tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi một đợt pullback ngắn hạn xuống khoảng 53.000 USD và ở mức thấp nhất kiểm tra lại POP, điểm đột phá. Theo Clement, mặt khác, triển vọng dài hạn của Bitcoin có vẻ lạc quan đáng kể vì một số lý do. Micro chia sẻ rằng động lực cung, hành vi hodling vẫn trên đà tăng mạnh, hash quay lại trên mạng, bán lẻ vẫn nằm ngoài thị trường, vẫn đứng trên một luận điểm của ông cho một quý 4 mạnh mẽ. Clement nói rằng số lượng Bitcoin mà các LTH, người nắm giữ dài hạn đã mua được ở mức cao nhất mọi thời đại. Đây có thể là dấu hiệu cho một cú sốc nguồn cung cùng với một đợt tăng giá tiếp theo có thể sắp xảy ra. Theo đạo Ethereum kiếm được gần 2 tỷ USD tiền thưởng khai thác. Theo một nền tảng phân tích hành vi sentiment, số dư của thợ đào Ethereum ETH tiếp tục tăng khi chỉ số này đạt mức cao nhất trong 50 tháng. Nhà cung cấp phân tích số liệu trên chuỗi và mạng xã hội đã chỉ ra rằng lượng Ethereum do các thợ đào nắm giữ đã đạt mức cao nhất kể từ tháng 7 năm 2016. Trong khi lưu ý rằng tổng số dư hiện tại là 532.750 Ethereum, nền tảng phân tích nhấn mạnh giá trị của đồng tiền này đang nhanh chóng đạt tới 2 tỷ USD. Giá Ethereum đã tăng 10,32% trong khoảng thời gian 7 ngày qua. Gần đây đã vượt qua mốc 3.600 USD vì miễn cưỡng bán phần thử khai thác cho thấy tâm lý HODL mạnh mẽ giữa các thợ đào Ethereum, những người đang tích trữ khoảng 0,45% tổng nguồn cung lưu hành của tiền điện tử, hiện ở mức 117,7 triệu. Công ty phân tích tiền điện tử Mercury tiết lộ rằng mặc dù phí gas cao và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, mạng lưới đã thanh toán 6,2 nghìn tỷ USD trong 12 tháng qua, báo hiệu mức tăng 350%. Trong khi đó, một cuộc khảo sát gần đây của CoinShare đã phát hiện ra rằng những người quản lý quỹ tiếp tục tăng lượng nắm giữ Ethereum của họ. 4 tiểu bang ở Hoa Kỳ thu hút nhiều thợ đào nhất. Tập dữ liệu từ Foundry cho thấy 4 tiểu bang ở Hoa Kỳ có phân phối hash rate Bitcoin cao nhất là New York, Kentucky, Georgia và Texas. Theo dữ liệu tại Hoa Kỳ, New York chiếm 19,9% hash rate của Bitcoin, 18,7% ở Kentucky, 17,3% ở Georgia và 14% ở Texas. Theo CNBC, rất nhiều thợ đào đang chuyển tới các bang này vì họ có nguồn năng lượng rẻ và có thể tái tạo. Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ EIA cho thấy 1/3 lượng điện trong bang của New York đến từ các nguồn điện có thể tái tạo.
Kentucky, nơi có hash rate cao thứ hai cũng được biết đến với thủy điện và năng lượng gió. Chính phủ của bang gần đây đã thông qua một luật cho phép miễn thuế nhất định đối với các hoạt động khai thác tiền điện tử. Mặc dù Texas xếp thứ tư theo dữ liệu, các chuyên gia tin rằng đây là điểm đến khai thác hàng đầu của Mỹ. Tiểu bang này sở hữu những gã khổng lồ về khai thác như Ria Blockchain và nền tảng dịch vụ khai thác Big Deer của Trung Quốc. Hãy đăng ký kênh để cập nhật thông báo mới nhất hàng ngày. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.